Kính thưa quý vị, trong những tháng đầu năm 2024, những sự kiện âm nhạc của Hồ Văn Cường trong các live show được diễn ra, dù lớn hay nhỏ cũng khá là suôn sẻ và thành công hơn mong đợi. Trong đó, có những live show Hồ Văn Cường là ca sĩ khách mời, nhưng số lượng khán giả trong và ngoài nước đến với nam ca sĩ đông như chảy hội, làm cho các bầu show cũng như các nghệ sĩ là lớp đàn cha chú anh chị đi trước cũng phải ngỡ ngàng trước sức hút của nam ca sĩ đối với người hâm mộ. Điều này được chứng minh qua live show Hương Tóc Mạ Non ngày 8 tháng 3 tại nhà hát Trống Đồng. Hồ Văn Cường là khách mời trong chương trình có sự góp mặt nhiều ca sĩ gạo cội, đặc biệt là danh ca Quang Lê về từ hải ngoại. Những gì chúng ta nhìn thấy qua chương trình đó là sức hút của Hồ Văn Cường đối với người hâm mộ. Khi ban tổ chức muốn giữ chân khán giả ở lại lâu hơn nên sắp xếp lịch diễn của nam ca sĩ sau cuối của chương trình. Và càng về khuya, không gian lộ thiên của sân khấu Trống Đồng lại càng nhộn nhịp hơn bởi cái tên Hồ Văn Cường sau khi nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu. Cũng như chương trình gần đây, tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Gò Công Tây Tiền Giang với chủ đề San sẻ yêu thương, vé số gây quỹ tình nguyện để trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Hồ Văn Cường cũng là một trong những ca sĩ khách mời đã mang theo cả một bầu trời yêu thương từ những tấm lòng thiện nguyện của khán giả trong và ngoài nước. Họ là những người mến mộ và yêu thương nam ca sĩ, tự hào và hạnh phúc khi cùng với Hồ Văn Cường về với quê nhà Gò Công Tây, nơi mà tuổi thơ của nam ca sĩ đã từng trong một việc làm thật ý nghĩa và nhân văn. Bên cạnh đó, các MV ca nhạc, những sản phẩm mới của nam ca sĩ cho ra mắt trên kênh YouTube chính chủ của mình cũng được số đông khán giả trong và ngoài FC ủng hộ rất nhiệt tình. Mới đây nhất là MV Cung Đàn Thương Nhớ, bản audio lyrics video của Hồ Văn Cường và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường được công chiếu, cộng đồng người hâm mộ nói chung, FC Xanh Đọt Chuối nói riêng, ai cũng mong muốn cho MV sẽ lọt vào top 1 trên bảng xếp hạng bài hát thịnh hành trên nền tảng của YouTube. Như vậy, sau 4 ngày hai chú cháu song Cường ra mắt, khán giả cũng như fan Xanh Đọt Chuối nhiệt tình ủng hộ và cho đến hiện tại, MV Cung Đàn Thương Nhớ đã nằm vị trí top 4 trong danh mục âm nhạc. Trước tình yêu thương to lớn của fan dành cho ca sĩ Hồ Văn Cường, sự đoàn kết một lòng của nhà Xanh Đọt Chuối thì không gì là không thể. Con số 4 chỉ là con số nắm giữ tạm thời, rồi sẽ nhường chỗ cho 3, 2 và 1 trong những ngày tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, fan của ca sĩ Hồ Văn Cường đã quyết tâm chắc chắn sẽ được như thế, thì lúc ấy khán giả trung lập cũng như cả nhà FC Xanh Đọt Chuối sẽ rất vui và phấn khởi biết bao nhiêu. Vì tất cả đồng yêu thương, gửi gắm trong từng bảng nhảy top, yêu thương gửi trong những đêm cùng thức canh lượt view tăng, thức để chia sẻ những ngọt ngào cùng nhau bên idol, đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc của người hâm mộ. Fan Xanh Đọt Chuối luôn đặt niềm tin trong sự cố gắng và khổ luyện của Hồ Văn Cường thông qua giọng hát trau chuốt đong đầy cảm xúc của nam ca sĩ trong bản audio lyrics Cung Đàn Thương Nhớ. Sẽ có nhiều khán giả ngoài Xanh Đọt Chuối biết đến cái tên Cường và yêu thương Cường như chúng ta đã và đang yêu thương. Ngoài chất giọng thiên phú, bên cạnh là bản tính thật thà, chịu khó không ngừng cố gắng, đi cùng là sự chân thành của chàng trai gốc Tiền Giang. Chắc chắn Cường sẽ chinh phục được những khán giả khó tính ngoài kia và rồi họ sẽ yêu thương tình nguyện trở thành viên của đại gia đình Xanh Đọt Chuối trong nay mai. Từ một giọng hát tựa lời ru như tiếng nỉ non của tơ lòng, hòa chung trong những giai điệu được gọi là tiếng vọng của cảm xúc, Hồ Văn Cường đã chinh phục hàng triệu trái tim. Đây cũng là điều đầu tiên quyết định xây dựng nên một rừng chuối xanh ngát của ngày hôm nay. Như một chia sẻ mới đây từ fan của Hồ Văn Cường: "Tôi không phải là người có chuyên môn về âm nhạc, nên tôi chỉ biết nói rằng phần thể hiện của Cường đã chạm vào cảm xúc của tôi. Có thể một lúc nào đó trên mạng xã hội, Cường sẽ bắt gặp những bình luận khen chê đủ kiểu. Nhưng tôi tin vào bản lĩnh và trí tuệ của Cường, Cường sẽ biết cách tiếp nhận những lời khen chê ấy một cách thông minh nhất. Nếu họ nói đúng, Cường chắc chắn sẽ tiếp thu để cho ra đời những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn. Còn nếu họ nói sai, với bản tính hiền lành không sân si chấp nhặt vốn có, Cường chắc chắn sẽ mỉm cười rồi xuề xòa bỏ qua. Đôi khi họ chê Cường không phải vì họ giỏi hơn Cường, mà vì họ muốn chứng tỏ họ là người có hiểu biết, họ là người quan trọng, lời mà họ nói thì người khác phải nghe. Cường không phản bác mà cố gắng hơn để hoàn thiện mình. Ai thích làm người quan trọng thì mình cứ để cho họ làm người quan trọng đi Cường nhỉ, cứ vui cười mà bước tiếp. Thật lòng mà nói, tôi thích nụ cười hiền lành của Cường, tôi say cái màn biến hình trên TikTok của Cường. Bởi điều này chứng tỏ Cường đang hạnh phúc và sống đúng với lứa tuổi của mình, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của một chàng trai sinh viên năm 3. Cứ hạnh phúc như thế Cường nhé. Còn nữa, một khán giả khác cũng chia sẻ: trước MV Cung Đàn Thương Nhớ, chiều ngày 2 tháng 4, thầy trí của Hồ Văn Cường bất ngờ tung một video short. Đoạn Cường đang tập bài hát mới, trong video Cường hát đoạn điệp khúc của bài hát Dĩ Vãng Nhạt Nhòa, nhạc hoa lời Việt của Lữ Liên. Tôi ấn tượng nhất là chữ Nhớ, với giọng gió réo rắt rất riêng khiến người nghe phải ngỡ ngàng. Được biết,
Bài hát Dĩ Vãng Nhạt Nhòa từng là bản hit của cặp song ca Tô Trấn Phong và Lưu Bích. Vào năm 2020, Hà Nhi cover lại và hát tại một phòng trà nổi tiếng và được lan truyền rất nhanh trong các diễn đàn về âm nhạc. Đây là một tác phẩm nhạc Trung Hoa được viết lời Việt bởi tác giả Lữ Liên vào thập niên 80-90. Ca khúc này được biết đến với phần ca từ đẹp, sâu sắc giúp khán giả hiểu rõ hơn câu chuyện của bài hát. Việc Hồ Văn Cường theo thầy Trí học thanh nhạc, tôi đã biết từ năm ngoái, rồi ở những show diễn của Cường, cậu cho ra mắt các nhạc phẩm trẻ như Tình Thôi Xót Xa, Một Đêm Say, Nước Ngoài và Năm Qua Ta Đã Làm Gì, khiến người nghe thật sự ngỡ ngàng khi họ đã quen với một Hồ Văn Cường qua những bản hit dân ca và nhạc trữ tình quê hương. Vậy là Hồ Văn Cường đã chính thức bước ra khỏi vùng an toàn của mình để thử sức với dòng nhạc mới. Đó là dòng nhạc trẻ và phản ứng của công chúng như thế nào sau khi nghe Cường hát nhạc trẻ. Dĩ nhiên là cơn mưa lời khen của khán giả dành cho Cường, đó là một món quà tinh thần có giá trị to lớn thúc đẩy tinh thần để Hồ Văn Cường phấn đấu hoàn thiện mình hơn. Hôm nay thầy Trí tung ra một đoạn Dĩ Vãng Nhạt Nhòa do Cường thể hiện, làm cho bao con tim của fan phải thổn thức. Dẫu chỉ có một đoạn ngắn phần điệp khúc nhưng sao mượt quá, ngọt ngào và trầm ấm quá. Mọi người cứ to nhỏ với nhau rằng mới nghe có một đoạn ngắn mà thấy đã tai rồi, nếu như nghe trọn cả bài thì xỉu luôn biết khi nào tỉnh đây. Mà cũng không biết ngày nào sẽ được nghe trọn vẹn Cường hát bài này nhỉ. Nhưng thật tâm tôi thấy vui, vui vì những nỗ lực của Cường từ những ngày mới bước chân ra hoạt động độc lập cho tới nay. Hơn 2 năm, gần 1.000 ngày phấn đấu không ngừng nghỉ. Cường đã có những thành tựu mới trong âm nhạc của mình. Kênh YouTube do doanh nhân Nguyễn Đức Thụy mở tặng cho Cường đến nay đã có hơn 165.000 người theo dõi và 36 nhạc phẩm đạt triệu view. Còn trong tất cả các live show, có hàng chục live show gần như sold out vé. Từ số lượng nhỏ fan đi ủng hộ, đến nay lượng fan ủng hộ từng show đã có đến 500-600.000 người. Trên sân khấu, Hồ Văn Cường ngày càng tự tin hơn, chững chạc hơn và làm chủ sân khấu tốt khi giao lưu hài hước vui nhộn cùng khán giả. Có thể khẳng định, Hồ Văn Cường của năm 2024 là phiên bản tốt hơn Hồ Văn Cường cuối năm 2021. Có câu, người có công, trời không phụ. Những gì Hồ Văn Cường đạt được là kết quả của những giây phút miệt mài tập luyện cùng với những người thầy, người cô và đồng nghiệp của mình. Nếu sự miệt mài ấy được duy trì như thế, chúng ta tin chắc rằng trong thời gian tới sẽ có một phiên bản Hồ Văn Cường khác nữa, sẽ thể hiện đa dạng các dòng nhạc một cách xuất sắc và thu hút thêm đông đảo fan khắp nơi xa gần để cánh cò gò công bay xa trên nền trời mơ ước của mình. Cố lên Cường nhé! Tôi và tất cả mọi người tin cậu sẽ làm được. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin tổng hợp chặng đường đã đi qua của nam ca sĩ Hồ Văn Cường. Sau hơn 3 năm trở lại hoạt động nghệ thuật mà Quỳnh Thi, cháu con em cập nhật và sâu chuỗi lại để gửi đến quý vị. Trân trọng và cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành chút thời gian quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh. Kính chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe, vui vẻ tiếp tục cày cuốc để mời được anh cả về đến nhà bạn Cường trong MV Cung Đàn Thương Nhớ nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.